Sao ác ma không đọa vào ba đường ác? Thì xin thưa là thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Khi mà một chúng sanh còn có các thiện nghiệp nâng đỡ họ thì họ sẽ không bị chịu những cái sự đau khổ. Chỉ khi nào đó cái thiện nghiệp của họ hết, hoặc là họ tạo một cái ác nghiệp gì đó nó đặc biệt nghiêm trọng mà cái thiện nghiệp không nâng đỡ họ nổi, thì khi đó họ mới phải chịu những cái cảnh khổ. Cho nên là muốn mà chờ ma vương mà đọa vào ba đường ác thì chờ đến khi mà cái thiện nghiệp nó không còn nâng đỡ cái vị ma vương này nữa, thì chắc chắn là vị ma vương này sẽ phải chịu những cái cảnh khổ vậy thôi. Còn khi mà còn đang hưởng cái quả của thiện nghiệp ấy thì vị này vẫn ở cõi trời và vẫn có thần thông ha.